vì hôm nay mình đã hoàn thành thử thách của mình rồi. Yeah. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn chào chị Ngọc được không? Dạ. Không biết là cái trải nghiệm ngày hôm nay em chạy cùng với các gia đình của Cool Family Run như thế nào? Dạ, thưa chị, em cảm thấy rất là vui và hào hứng khi được chạy cùng với tất cả các bạn nhỏ. Và các bạn hôm nay chạy rất là nhanh và các bạn rất là khỏe luôn. Các bạn đã tiếp thêm cho em nguồn năng lượng rất là dồi dào. Dạ, vì là ngày hôm nay em chạy cùng với các bạn là em cũng tranh thủ luyện tập thể dục thể thao cùng với các bạn, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà như vậy thì khi đồng hành cùng với rất là đông đảo các bạn mà cũng rất là nhiều bạn yêu mến em nữa, ngày hôm nay Ngọc có gì muốn chia sẻ đến với các bạn không? Một vài lời nhắn nhủ đến các bạn nè. Đầu tiên là con xin được cảm ơn các quý phụ huynh đã dành thời gian và tham gia cùng với tất cả các bạn tại giải Cool Family Run lần này. Bây giờ thì chị sẽ nhường sân khấu lại cho Ngọc nha. Dạ. Và một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt gửi đến Bảo Ngọc ạ. Không nên tiếc, nên viết trước khi thời gian dập tắt màn, như là thanh xuân bằng mắt